Hôm trước chúng ta đã làm được cái chương trình đơn giản như thế này này, chúng ta nhắc lại nhé. Chúng ta có một cái nhân vật thôi là học sinh và có 5 cái trang phục ứng với 5 người. 5 người và chúng ta đã làm như sau này. Chúng ta đã tạo ra cái chúng ta đã tạo ra cái từ để tôi cho một người vào nhé. Tạo ra 5 cái trang phục ứng với 5 người và đặt tên cho 5 người này ở trong cái bảng là bảng có tên là đây cái bảng có tên là tên học sinh đấy. 5 người này đặt tên là từ trái sang phải nhé, là Khoa, Hoa, Thanh, Lan, An đấy. Chúng ta đặt tên trước như vậy nhé. Tiếp theo này, chúng ta có một cái bảng nữa là cái bảng mô tả chiều cao của những người này. Đó. Chỉ con này lấy ở đâu thì lấy ở đây này. Chúng ta lấy ở đây nhé, chúng ta lấy ở chỗ này. Chúng ta vào trang phục này và chúng ta xem cái đây chiều cao này. Cái đây nó là có hai chiều là cái đây chiều rộng chiều cao này là 258 này. Đây là 188 này, đúng không? 247. Cái chiều cao này nó mô tả đúng chiều cao ở trên trên màn hình đấy. Nhưng mà trong trong năm bạn này thì cái bạn đầu tiên là cao nhất này, xong cái bạn bạn này cao thứ hai này, xong bạn này cao thứ ba này, bạn này cao thứ tư này và bạn thứ hai này là cao là lùn nhất này. Đó thì chúng ta tạo ra là cái hàng hàng cái dãy dãy tên người này và dãy là chiều cao. Ngoài ra chúng ta có một cái bảng nữa là bảng X list, là cái bảng để mô tả cái tọa độ X. Tất cả những người này là tọa độ y là giống nhau, tọa độ x thì khác nhau. Đó, chúng ta đã mô tả sẵn cái bảng này rồi. Nhưng mà chúng ta đã có ba cái dãy là dãy x list và dãy tên học sinh của lớp và dãy chiều cao. Ba dãy này là ta tạo trước và cố định không thay đổi nữa. Được chưa? Đó. Thì khi bắt đầu chương trình thì cái người học sinh này sẽ tạo ra 5 clone. Và chúng ta tạo ra các cái biến nhớ riêng cho người đó là gì, là ID và tên. Tên thậm chí có thể thêm một bên nữa là bên chiều cao cũng được. Thì khi chúng ta tạo ra đây là cái chương trình là tạo ra clone đây, thì chúng ta dùng cái ID là cái mã của từng người một. Thì như vậy là cái người này mã số 1 này, mã số 2, mã số 3, 4, 5. Người 5 người này là ứng với 5 cái mã riêng và bên riêng là bên nhớ ID nha, các bạn chú ý nha. Thầy ơi, thầy bật cái danh sách ít lên cho em coi thầy. Em chưa học. Bật cái gì xlist à? Đây này, các bạn có thể nhập nhanh vào đi. Đây tôi x của các bạn từ bên trái sang đấy. Đây là của người đầu tiên này, là âm 180 này, bạn này là âm 90 này, bạn này là zero này, bạn này là 90 và bạn này là 180. Ta cứ giải đều thôi, giải đều ra từ bên trái sang bên phải thôi, không có gì cả. Chúng ta cho tôi bất kỳ mà nhé. Nhắc lại nhé, là tên đây, tên chúng ta tạo ra từ tính từ trái sang phải từ 1 đến 5. Còn chiều cao là chúng ta lấy đúng cái chiều cao mà ở cái hình ảnh của các bạn ở đây, là lấy đúng ra cho chính xác hoàn toàn, người bạn nào cao hơn thấp hơn là đúng trên màn hình luôn đó. Và chúng ta tạo clone như sau này. Chúng ta khi bắt đầu chương trình này, khi mà người dùng mà bấm phím space thì gửi thông điệp là start, và chương trình này sẽ ứng dụng cho cái cho cái người làm cho cái nhân vật mẹ là có ID bằng không. Rồi sau này sẽ làm hiện ra này, hiện ra nhân vật mẹ này và gặp và lọc 5 lần này. Và một lần như vậy chúng ta tạo như sau, chúng ta là tăng ID lên một đơn vị này, gắn tên và trang phục theo đúng người đó, thứ ID đây, và di chuyển đến vị trí X thì tại vị trí là X của ID của X list đây, còn Y thì ta gắn trước là lấy không rồi nhé. Sau tạo tạo clone, tạo clone xong thì là ẩn đi, đọc lại ID bằng không đó nhé. Thì đó là cái lệnh mà tạo ra cái clone. Và khi bắt đầu chương trình thì là 5 người hiện ra như thế này. Tôi trở lại thì xem nhé, người đóng này này chạy này, bấm space này đó, tạo ra như thế. Và hôm trước
chúng ta làm chương trình đơn giản là gì, ta bấm phím một thì là chương trình là gọi điểm danh từng bạn một tùy chúng ta muốn nhé. Bạn đợi tôi một tí. Rồi. Nha. Đó, thì bước phía 1. Bấm phím một thì sân khấu là cái nơi mà nhận phím một đây, thì chúng ta sẽ sân khấu sẽ hỏi nhập tên học sinh muốn muốn điểm danh và chúng ta nhập tên vào. Có để đây nữa, để mấy con nhìn được, ngồi lên đây, một trong hai đứa ngồi lên, hôm nay con ngồi lên đây đi. Thì bên em là bên okay, bên kia con kê xong rồi chung được okay. Thì bên em là bên chung nhá. Đó, sau đó thì gửi thông điệp là điểm danh thì khi đó thì nhân vật nào sẽ điểm danh thì ta làm như sau. Đây này, chúng ta bóc bóc vào đây và đây là cái thông, đây là cái xử lý thông điệp điểm danh đây đó. Ta nhớ ra, nhớ lại hôm trước nhé. Đấy, chúng ta so sánh cái name và tên, cái tên là tên riêng của người đó. Nếu mà trùng nhau thì báo luôn là tôi có tôi là đây, còn không trùng nhau thì không trùng thì tất cả, thì nếu mà cái tên này không nằm trong sách lớp thì thông báo là no. Chúng ta làm thử nhé, bấm phím một này, bấm phím một nhé. Đấy, bên tôi bắt đầu họ tên là đặt tên là gọi là nam này, tức là không có ai đúng không, không ai là nam cả. Bây giờ bấm phím một lại này, có An này, có An không, có tôi là An đây, con này là An đây. Bấm nữa này, Khoa, có tên là Khoa không, có tôi là Khoa. À, như vậy đây chỉ là cái lệnh chúng ta có thể điều khiển vào từng luôn một là như vậy. Chúng ta phải vẫn dùng cái lệnh nhận thông điệp bình thường, nhưng mà có thêm lệnh if một cái biến nhớ bằng cái gì đó, thì nếu mà đúng như vậy thì là cái người đó, cái clone đó sẽ được thực hiện. Được chưa? Rồi, thế bây giờ thầy sẽ làm tiếp tục cho các bạn xem là như này nhé. Bây giờ chúng ta làm cái lệnh sau đây này, là chúng ta làm cái lệnh là điểm danh tuần tự từ đầu đến cuối. Bây giờ bấm phím 2 thì là đầu tiên là bạn đầu tiên này điểm danh tôi là Khoa, xong bạn này điểm danh tiếp tôi là gì đó, tôi gì đó, và như vậy lần lượt các bạn từ trên dưới là điểm danh từ đầu đến cuối. Thì đó, lệnh đó là lệnh là điểm danh tuần tự nhé. Thì làm ra thử lệnh đó, lệnh này sẽ có độ đơn giản thôi nhưng rất là hay, chúng ta chú ý. Khi người dùng bấm phím 2 thì sân khấu nhận và gửi thông điệp để thông báo cho việc là điểm danh đó thì làm như nào, chúng ta cùng nhau làm. Đây, chúng ta vào sân khấu này. Thì sân khấu sẽ gọi lần lượt gọi bạn thứ nhất, bạn thứ hai, bạn thứ ba, bạn thứ tư, bạn thứ năm và gửi thông điệp để bạn đó sẽ gì, bạn đó sẽ đọc tên mình ra nhé. Rồi, làm thử nhé. Đây, giả sử nhận đây bấm phím 2 nhé. Giả sử từ bấm phím số 2 đây là lệnh là điểm danh tuần tự. Lệnh này là gọi là điểm danh thôi, điểm tuần tự làm như sau này. Bây giờ chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ sân khấu là người làm việc đó. Sân khấu không thể chuyển toàn bộ cho học sinh được. Học sinh không thể nào, vì học sinh trên màn hình của chúng ta là có 5 clone, rất nhiều clone, thì một clone này không thể điều khiển clone khác được, các bạn chú ý nhé.
một clone chỉ có chủ tác dụng là nhận thông điệp và xử lý thôi, chứ clone A không thể có lệnh clone A hay clone 1 lại ra lệnh cho clone 2 được. Muốn vậy, muốn điều khiển từ clone 1 chúng ta phải điều khiển từ bên ngoài như sau. Đây, chúng ta là gọi xem thử nhé. Bây giờ thầy mới tạo ra một biến nhớ dùng để chạy để mà gửi thông điệp điểm danh tuần tự. Đặt tên là K, điểm K. Thì như sau nhé. Thì khi nhận cái phím 2 thì sân khấu là người tổ chức điểm danh tuần tự. Đầu tiên là set K bằng 1. Được chưa? Sau đó dùng một lệnh lọc theo số lượng người ở trong lớp. Đây, lọc theo cái gì? Lọc theo cái độ dài, lọc theo cái length của cái danh lớp của chúng ta, là tên của danh lớp đây. Theo cái này nhé. Length. Và cứ mỗi lần như vậy thì thông báo. Rồi thì như sau nào. Thì với người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba, người đến người thứ năm và cuối cùng kết thúc. Đây này. Chúng ta gửi này nhé. Đó. Chuyên này. Thì như sau này. Sân khấu sẽ cho ca biến ca chạy từ 1 đến 5 và với mỗi ca như vậy thì gửi thông điệp để đề nghị học sinh là điểm danh tuần tự. Thì như vậy sân khấu sẽ gửi một thông điệp tiếp theo. Thông điệp ở đây đặt tên là khác thông điệp này nhé. Thông điệp là đặt tên là gì? Đặt tên là điểm danh. Gửi lại này. Gửi lại thông điệp rồi. Đâu nhỉ? Đây đúng không? Gửi thông điệp nhé. Là điểm danh tuần tự. Rồi. Thì cái lệnh này là cái lệnh là lệnh gì? Là cái lệnh mà điểm danh gọi điểm danh cho người thứ K. Tự đưa vào đây nhé. Tự đưa vào đây này. Bên trong vòng lập nhé. Đó. Bên trong vòng lập nhé. Thế này. Gọi điểm danh chung cho cái người thứ ca. Sau đó thì là để đây nhanh quá, chúng ta sẽ phải cho một lệnh để nó chờ một tí. Chúng ta cho một cái lệnh chờ trong 1 giây hay 2 giây gì đó. Chờ 2 giây được, nhưng chờ 2 giây để chuyển sang người tiếp theo. Như vậy là sân khấu là người là như vậy. Chúng ta chú ý nhé, sân khấu là người mà gửi thông báo cho từng người một. Đây là cho người thứ ca. Xong ca tăng lên từ 1 tăng lên 2 là chuyển thông điệp là điểm danh tuần tự. Như vậy là sau 5 lần ca chạy như vậy thì sân khấu sẽ gửi 5 lần lệnh điểm danh tuần tự. Rồi thì chúng ta sẽ nhé. Đây là cái nhé. Thì cái người clone sẽ nhận được cái thông điệp này, nó sẽ xử lý ứng với giá trị ca tương ứng. Đây. Đấy, thì thầy làm cho chỗ này nhé. Đây là cái điểm danh bình thường cũ, còn đây là điểm danh tuần tự là cái này. Điểm danh tuần tự. Thì nhận cái này thì là người thứ ca sẽ phải lên tiếng. Thì như vậy ở đây sẽ có một lệnh kiểm tra xem người đang hiện thời có phải là người thứ ca hay không. Đây. If nhé. If cái gì? If cái ID là cái số thứ tự hiện thời của clone có trùng với K hay không? Đó, trùng với K thì mới thông báo. Đúng không? Thì lúc đó sẽ người này sẽ gửi một thông điệp như này, tôi là. Đây này, giống như dưới này này. Đấy, có tôi là. Đây. Đi vào đây nhé. Có tôi là. Tôi đây, tôi là và gửi cái thông tin gì? Gửi cái thông tin là cái tên là cái tên riêng của người đó đây. Đấy, tên riêng nhé. Để vào đây. Đấy. Trong 2 giây thì chuyển sang người tiếp theo thì ở bên kia, ở bên này nó cũng chờ trong 2 giây luôn, chờ 2 giây thì như vậy vừa vặn cái người kia nói xong. Cái người này này nói xong trong 2 giây nhé. 2 giây thì cũng đồng thời ở bên này là cũng chuyển sang người tiếp theo. Đó, chúng ta làm thử nhé, chạy thử này.
chị đây từ đầu này, bấm space này, bắt đầu nhá, bấm số 2, phim 2 này. Đấy, tôi là Khoa này, tôi là Hoa này, tôi là Thanh này, đấy, tôi là Lan nhé. Vậy là tuần tự từ đầu đến cuối, các bạn thấy không nào? Đấy, nhưng mà đây thì làm thế nào để cho nhân vật xuất hiện ở đây? Thì các nhân vật đấy à? Nhưng mà xuất hiện từ đầu rồi, xuất hiện bằng clone rồi, thế này. Thầy, thầy cho em xem hết tất cả đoạn lệnh của cả cái hình lẫn cả nhân vật đúng không thầy? Đây này, nhân vật đây nhá, à, nhân vật đây nhá. Rồi, cho em tích. Tích về này. Đây là ban đầu này. Đây là đây cái lệnh ban đầu này. Khi mà bắt đầu, khi mà bấm nút, khi mà bấm vào cái phím, bấm vào cái clicker này, thì đặt cái ID bằng 0. ID là chỉ ra cái chỉ số của từng người một đấy, bằng 0 tức là gì? Bằng 0 tức là nhân vật mẹ, bằng 1, 2, 3, 4, 5 là nhân vật clone. Đấy. Rồi, ở bên này xong rồi, sau đấy thì chuyển sang bên kia đúng không? Còn đây kéo là sang bên kia. Cái này bây giờ rồi đúng không? Cái này cho biết chưa? Cái này là khi mà người dùng phim bóng phim space. Dạ, rồi. Thì đã chuyển clone đúng không? Do nãy em vô không được nên là em có hơi trễ cái đoạn lệnh một tí. Thế sẽ xem lại đi, thật lại nhé. Bạn nào mà sẽ mở trình cũ ra và xem lại chính xác nhé. Thì đây chính là cái chương trình của của học sinh như này. Nhắc lại nhé, đây là bắt đầu này. Đây là cái chương trình bắt đầu clone này, khi người dùng bấm phím space này. Đó. Và chờ khi người dùng bấm phím 1. Đây, xử lý cái này. Phím 2 là cái này. Phím 1 là điểm danh như sau. Phím 1 là như thế này. Phím 1 đây là sự không giới hỏi. Chúng ta nhập một tên. Gửi thông điệp là điểm danh đây. Còn ở đây, phím 2 là phím 1 là làm từ hôm trước rồi. Phím 2 là hôm nay. Là sân khấu sẽ điều khiển. Hey, that big man's back. Yeah. www.thekickfrombrooklyn.com. Yeah. 4 years ago, I'd walk a mile for a camel, or I used to have cigarette commercials. Yeah. A mile for a camel. Well, hey, cái riêng là cái phần chiều cao đó, thầy. Chiều cao à? Lệnh chiều cao à? Là cái bảng này này. Chiều cao là cái bảng này thôi, là một cái dãy thôi. Là một dãy thì chúng ta nhập từ bàn phím, nhập trực tiếp vào chương trình thôi. Mà chiều cao này là lấy ở đâu? Lấy ở cái chỗ này. Lấy ở đây, đây lấy ở từ người một đây. Chiều cao là cái số này này, 258 này. Ở đây là 188 này. Ở đây là 247 này. Đây là hình vẽ đấy, vẽ của cái từng người một đấy, từng cái nhân vật một đúng không? Đây, từng cái costume một, đấy, đây là 201, đây là 207, hoàn toàn giống, để tôi mô tả đúng chiều cao thật. Thầy ơi, thầy có biết cái lệnh đúng không thầy? Lệnh nào? Đấy. Lệnh, à dạ. Đây, nhỏ lại cho bạn xem nhé. Đấy, như vậy là chúng ta vào hôm trước chúng ta thiết được cái lệnh là cho các cái nhân vật này xuất hiện trên một hàng ngang như là các clone, và chúng ta đang sống một chủ đề là điều khiển clone nâng cao đây. Đây chính nằm trong cái chủ đề là chúng ta đang điều khiển clone đây. Năm người này, năm em bé này không phải là năm nhân vật mà là cùng một nhân vật, cụ thể là học sinh, là họ chính là năm clone của nhân vật đó. Nhân vật mẹ lỡ ẩn đi này. Còn các nhân vật con, nhân vật clone là xuất hiện ra. Mỗi nhân vật con như vậy là có cái biến nhớ, hai biến nhớ riêng, là biến nhớ là ID và biến nhớ là tên. Đây gắn đây này. ID sẽ là 1, 2, 3, 4, 5. Còn tên ứng với tên của từng người một trong danh sách. Đây, lấy tên ra. Được chưa? Thầy ơi, thầy kéo qua cái phần mà ID với lại không ăn xem với thầy. Chỗ này à, ở đây à. Chỗ nào? Chỗ nó đó thầy, chỗ nó. Đấy. Hey, the big man's back.
www.thekidfrombrooklyn.com. On a highway billboards years ago, I'd walk a mile for cigarette commercials. Mà thì nó tắt mic đi, ồn nào. For a camel. Shut up. Yeah, shut up. Đó là hình phản thiện đấy. Please. Đó là hình tốn kiệt. Được chưa? Shut up. Vậy đây chính là cái lệnh mà chúng ta là chúng ta điểm danh tuần tự từ đầu đến cuối. Được chưa? Rồi, thế bây giờ xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang lệnh thứ ba này là khó nhiều nữa này. Lệnh thứ ba này là khó nhất này. Là chúng ta bấm vào phím 3 là sẽ chuyển sang lệnh thứ ba. Lệnh số 3 này là lệnh rất là khó mà thầy muốn thầy bốn cùng chúng ta cùng nhau thực hiện nhé. Lệnh số 3 là gì? Lệnh số 3 là cái lệnh mà nôm na là giáo viên sẽ yêu cầu học sinh là xếp hàng lại. Xếp hàng lại theo tự là tăng dần từ trái sang phải. Tức là bạn này này. Cái bạn này là phải là phải lên đầu này. Bạn này là phải xuống cuối này. Bạn này lên số 2 này, bạn này lên số 3 này, bạn này số 4, bạn này số 5. Chúng ta sẽ mô tả cái việc sắp xếp lại như vậy. Đó, trên màn hình. Và học sinh này sẽ từ từ di chuyển, thay đổi chỗ làm sao đó để mà sau khi mà xếp hàng xong ấy thì lớp chúng ta đã sắp xếp từ nhỏ đến cao đúng trên màn hình luôn. Đó là lệnh đòi hỏi chúng ta học nhé. Là lệnh thứ ba là cái lệnh mà sắp xếp lớp theo từ tăng dần. Đó thì chúng ta phải sắp xếp cái gì? Chúng ta là theo chiều cao của lớp mà. Cho nên thực chất chúng ta phải sắp xếp theo cái bảng này. Đó, cái bảng này là bảng cần sắp xếp lại theo chiều cao. Được chưa? Đó. Thì làm thế nào bây giờ? Bây giờ thầy cùng các bạn làm nhé. Thì như sau này, chúng ta sẽ không thể sắp xếp trên cái bảng này. Cái bảng này chúng ta phải giữ nguyên, chúng ta tạo ra cái bảng mới để chúng ta sắp xếp. Bây giờ thầy cùng các bạn làm nào. Bây giờ ta bây làm thử nhé. Thì như vậy như này đây. Đây. Thì chúng ta vào sân khấu đây. Lập trình nhá, chúng ta cho xuống này, chúng ta xử lý xong rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xử lý phần này, và là các bạn chú ý xem phần này là phần tư liệu, là phần khó nhất hôm nay đấy. Đây, khi mà người dùng bấm phím 3 chính là sắp xếp này, số 3 nhé, số 3 sắp xếp đó. Thì chúng ta sẽ phải thiện một cái lệnh là sắp xếp một cái dãy tên của học sinh, chiều cao học sinh. Nhưng mà chúng ta không được động vào cái bảng này, động vào cái bảng này sẽ hỏng hết. Hiện nay là cái ID 1, hay đây là cái bảng này chúng ta không được động vào này. Cái bảng chiều cao này chúng ta không động vào vì số 1 đây, chính người số 1 đây rồi, người số 2, số 3, số 4 cứng ở đây rồi. Bảng này là cũng cứng, không thay đổi được nữa này. Đấy, cho nên là chỉ thay đổi gì? Chúng ta phải tạo ra một cái bảng sao thôi. Bảng sao để rồi, thế như sau này các bạn chú ý đây. Bây giờ thầy tạo ra cho chúng ta là hai bảng, hai cái dãy. Một dãy ký hiệu là A và một dãy ký hiệu là B. Để làm gì? Thầy dạy sau nhé. Chúng ta thầy giải thích những cái A trước đã. Cái A là cái gì? B là cái gì? A sẽ là cái dãy dùng để mà mô tả cái sắp xếp lại chiều cao của lớp mình. Và B là cái dãy để mô tả cái vị trí mới của học sinh trong cái chiều cao đó. Chúng ta cần hai cái bảng để mô tả sắp xếp lại cái chiều cao. Được chưa? Thì sẽ thiện ngay ở đây. Thì bây giờ thầy mô tả nhé. Thì đầu tiên chúng ta có một cái thủ tục để chúng ta nạp thông tin đã. Thì như sau. Thì tạo ra một cái thủ tục, một cái block có tên là init data. Thì thủ tục này để mà nạp dữ liệu cho hai cái bảng A và bảng B. Vì sao cần như vậy là vì tôi nói rồi là chúng ta không thể trực tiếp sắp xếp ngay vào cái bảng và vào cái bảng chiều cao của lớp, vì cái bảng đó đâu, bạn này là bạn số 1 này, số 2, số 3, 4, 5, chúng ta không thay đổi cái ID đó, cái ID rất là khó thay đổi. Chúng ta phải dùng thông qua một cái dãy khác thì nó sẽ ý nghĩa vào đó.
bìa cho chúng ta nhé. Như vậy là cái init data này dùng để mà làm gì? Để chạy lập trình đầu tiên này là cái lệnh để mà ta khởi tạo ra hai cái bảng AB với AB để mà chúng ta sắp xếp theo thứ tăng dần của sinh trong lớp. Thì bảng A chính là bảng ta copy lại từ bảng chiều cao của bảng B, là chúng ta mô tả các số từ 1, 2, 3, 4, 5 cho đến N, cho đến độ dài của lớp nhé. Đây như ta mình ta làm là chúng ta cũng làm, thầy cũng gọi làm nhanh nhé. Đầu tiên là chúng ta đầu mà chúng ta sẽ delete, xóa bảng A này và xóa bảng B trước đã. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ như sau. Chúng ta sẽ dùng ngay cái biến K thì biết rồi. Biến K thì biết rồi. Đây chúng ta sẽ K bằng 1, dùng cái biến K để lên biến chạy thôi. Chúng ta sẽ lọc, lọc theo chiều dài của cái bảng, của cái dãy theo số lớp thôi. Chúng ta lọc theo chiều dài như thế này. Lọc theo cái length, đâu rồi, cái độ dài. Cái độ dài của gì? Độ dài của cái bảng là theo số lớp này. Đó. Và chúng ta nạp vào, nạp mà chiều cao vào A và thứ tự vào bảng B như sau. Đối với bảng A thì như thế nào, đối với bảng B thì nạp như thế nào? Đây. Đây là B nhé, đây là A. A thì chúng ta gắn chiều cao tương ứng vào bảng A. Chúng ta gắn cái item của cái dãy chiều cao. Gắn cái phần tử thứ K của chiều cao vào bảng A. Như bảng A sẽ là cái bảng, dãy A sẽ dãy là lưu, chính là dãy là một cái bản sao của chiều cao, của chiều cao. B thì là dãy là từ 1 đến N, trên độ dài của cái dãy này, của cái tên của sinh lớp mình. Như vậy là sự ta có 5 đứa học sinh thì là B sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, còn A chính là dãy các chiều cao của sinh lớp. Thì đây là cái lệnh dùng để mà khởi tạo dữ liệu cho A và B. Được chưa? Rồi. Bây giờ bước tiếp theo là chúng ta sẽ sắp xếp dãy A. Sắp xếp dãy A thì thay cho chiều cao. Sắp xếp tới đâu thì chúng ta sẽ đổi chỗ các em bé ở trên các báo sinh trên màn hình như tướng như vậy. Các bạn cùng cô sát với thầy làm nhé. Đây là chính là cái lệnh, là cái thao tác dùng để mô phỏng cái việc mà là sắp xếp cục dãy số, hay là mô phỏng cái việc sắp xếp đó trên màn hình như thế nào. Thì từ đây là chúng ta đang làm việc ở trên sân khấu sẽ gửi thông điệp để điều khiển các clone này di chuyển như sau. Thì bây giờ thầy mô tả các bạn cái lệnh là sắp xếp chèn theo đúng nghĩa, sắp xếp chèn theo đúng nghĩa như sau nhé. Chúng ta sẽ sử dụng hai bên nhớ là K và G. K chạy từ 1 cho đến N trừ 1 là cái vòng ngoài nhé. Xin lỗi, K chạy từ 2 đến N. Đây, chúng ta xếp K bằng 2. Seen them signs on a highway billboards years ago. Hey, www that the kid from. Cái biến K sẽ chạy từ 2 cho đến. Cắt hacker đi thầy. Gì cơ? Thầy tắt rồi đây. Cắt hacker đi. Mình không biết là thầy ta không rõ mà hacker mà đàn máy cơ thì không biết đâu. Bây giờ rất là khó biết. Còn bố mấy đi thầy ơi. Bằng hiên do đó này. Nguyên do đổi avatar. Rồi. Thì phải cho bạn ra rồi đấy, thì đuổi bạn ra rồi đấy. Cô đã chưa là hacker nhé. Như sau đây, thầy nhắc lại nhé. Bạn đã vẫn còn trong lớp của thầy. Biến K sẽ chạy từ 2 cho đến N. Như vậy chúng ta sẽ phải dùng vòng lọc bao nhiêu? Vòng lọc là độ dài. Cái vòng lọc của chúng ta là cái độ dài là N trừ 1, tức là độ dài của cái dãy A trừ 1 nhé. Vậy repeat thì repeat là như sau. Repeat là length của A trừ 1. Repeat này, đây sẽ là chỉ một này, và chúng ta dùng cái biến là
Nhân lại nhé, là chúng ta sắp xếp dãy A. A là dãy cái chiều cao mà. Chúng ta sắp xếp dãy A. Sắp xếp tới đâu thì chúng ta sẽ điều khiển cho em bé, các học sinh này thay đổi chỗ cho đó nhé. Đây, thầy cùng các bạn ta sẽ làm nha. Hey, the big man's back. www.thekidfrombrooklyn.com. Signs on a highway, billboards. Shut up. Shut up. It's back. www.thekidfrombrooklyn.com. Never seen them sign. Quá bích luôn đi thầy. Stop please. Bây giờ khóa mic. Bây giờ thầy sẽ đóng tất cả lại nhé. Thầy khóa tất cả. Khóa mic đi thầy ạ. Khóa mic. Các bạn cứ xem thầy làm việc nhé. Thấy thôi. Rồi xong rồi. Ai muốn nói gì thì nhắn tin với thầy nhé. Bây giờ thầy khóa tất cả rồi. Tạo khóa tất cả rồi để cho các bạn nghe. Thì thầy khi thầy xong bài này rồi, xong phần này rồi các bạn sẽ được mở thầy mở cho các bạn ra, các bạn sẽ hỏi sau nhé. Thầy nhắc lại này. Đây là cái lệnh quan trọng, khi bấm số 3 là thầy sẽ sắp xếp lại sách trong lớp và di chuyển luôn trên màn hình luôn. Bằng cách như sau, là thầy sẽ sắp xếp lại cái dãy A. Dãy A nhé, chứ không phải là dãy chiều cao nhé. Chiều cao là thầy phải giữ nguyên. Vì dãy chiều cao là cái dãy đo gốc của nhân vật của chúng ta không động vào. Và chúng ta sẽ bật lại một dãy A. Dãy A là cái dãy là gì, là chính chiều cao của học sinh đây. Chiều cao đây này. Chúng ta có thể xem qua cái dãy A thôi được. Dãy A nhé. Đấy. Thì đây là cái lệnh thầy đang mô tả, lệnh là sắp xếp chèn, rất quan trọng, chúng ta có thể quan sát và chúng ta nhớ. Như vậy là cho ca chạy từ 2 đến n, gọi n là độ dài của cái độ dài của dãy đi, của dãy A đi, thì lặp lại là thực độ dài A trừ 1. Thì với một ca như vậy thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ đi lùi từ ca trở về 1. Nhưng chúng ta phải đặt cái biến nhớ mới, không dùng K mà giữ nguyên. Chúng ta xét một cái biến nhớ mới là G, đặt tên là G. Chúng ta tạo một biến nhớ mới là G, rất quan trọng. G nhé, G đây. G sẽ chạy từ K. Đây là G nhé, G chạy từ K và đi lùi về. G sẽ kiểm tra với G chỉ 1. Nếu mà cái AG G mà nhỏ hơn AG 1 thì ta đổi chỗ cho đến khi kết thúc thì thôi. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có một vòng lặp như sau. Đây là chúng ta chú ý quan trọng, chỗ này rất quan trọng nhé. Chỗ này là như vậy là K chạy từ 2 đến N. Với mỗi K như vậy chúng ta đặt G bằng K và cho G lùi dần về bên trái cho đến khi mà xếp đúng thì thôi. Chúng ta dùng cái lệnh như sau. Repeat until. Until gì? Chúng ta cho G lùi khi nào dừng lại? Dừng lại khi và chỉ khi. Hoặc là nhé. Đây chúng ta chú ý. Đây chúng ta chú ý. Chúng ta lùi lại nha. Để thấy có chỗ cho để xếp vào đây nhé. Rồi. Đây. Này bỏ đây này. G sẽ lùi lại khi nào? Lùi lại cho đến khi mà hoặc là G bằng 1 thì dừng lại. Như vậy là dừng lại khi mà G bằng 1 nhé. Đây. Thần thiên cho đến khi G bằng 1 thì dừng lại. Đây. Cho đến khi G bằng 1 thì nó không lùi được nữa mà thì nó hết rồi. G bằng 1 thì nó không thể lùi được nữa cho nên là nó sẽ phải dừng lại. Cho đến khi mà thần thiên G bằng 1 hoặc là AG lùi lại này cho đến khi nào mà AG nhỏ hơn AG trừ 1 thì dừng lại nhé. Nhỏ hơn tức là gì? Nhỏ hơn tức là dừng lại khi cho đến khi mà AG lớn hơn chứ AG lớn hơn AG lớn AG trừ 1 dừng lại, còn nhỏ hơn thì ta vẫn đổi chỗ. Đây dừng lại khi nào hoặc là G bằng 1 hoặc là đây hoặc là AG lớn AG trừ 1. Đây chúng ta dùng cái này nhé. Đây A đã rồi, phần thứ A đã rồi. Đây
AG lớn hơn AG. AG lớn AG trừ 1 thì ta dừng lại, ta không đổi, không đổi chỗ nữa nhé. Trừ nào còn cái này thì ta còn đổi nhé. Đây. Thì đổi chỗ chỗ này. Sau đó thì là ta giảm ta giảm G đi nhé. Để thầy làm tục nhé. Ở chỗ này chính là G đây. Ở chỗ này chính là G. Còn chỗ này, chỗ này là G trừ 1. Các bạn thầy đánh từ các bạn xem nhìn thầy làm các bạn sẽ hiểu thôi nhé. Đây là G trừ 1. Tức là so sánh G với phần tử trước đó. Đây, G. G trừ 1. Đấy. Tức là dừng lại khi nào? Nó sẽ lùi đi. Lùi chỗ G trừ 1 dừng lại. Hoặc là AG lớn AG trừ 1 thì cũng dừng lại. Vì nó không mấy. AG mà nhỏ AG trừ 1 thì ta cũng đổi chỗ. Chỗ này chúng ta đổi chỗ đây. Đổi chỗ xong thì cho G lùi về. Chúng ta có lệnh là trên G by trừ 1. Trừ 1. Để ở đây. Và trước đó là lệnh chuyển. Lệnh đổi chỗ thì ta dùng cái như lại. Ta dùng cái lệnh swap. Dùng cái lệnh là như thế này. Swap. Đổi chỗ hai phần tử. Nhé. Đổi chỗ hai phần tử ở đây là gì? Là K. Thì dùng cái cũng là tổng quát thôi mà. Đây là cái biến khác không ảnh hưởng gì cả. G. Đổi chỗ hai phần tử K và G. Đó. Thì để đây nhé. Ở chỗ này đây, swap. Swap. Swap có gì? Swap phần tử Y và Y trừ 1. Đấy. Được chưa? Đấy, và đổi và lùi về. Khi về cuối cùng để kết thúc thì ta tăng K lên một đơn vị ở chỗ này. Chuyên ca bài 1 ở đây. Tăng K này. Nhưng mà cái vòng lọc ngoài này, đây là vòng lọc ngoài nhé, là K chạy từ 1 từ 2 cho đến N. Còn bên trong này thì chúng ta gắn mỗi K chúng ta gắn G bằng K và lùi về chỗ thế nào? Lùi cho đến khi nào hết thì thôi, hoặc là khi mà AG lớn hơn AG trừ 1 thì cũng dừng lại. Còn AG mà nhỏ hơn AG trừ 1, tức là nó lúc đó AG nhỏ hơn AG 1 thì ta đổi chỗ hai phần tử AG và AG trừ 1, đổi chỗ đây nhá. Và đây chính cái lệnh để đổi chỗ đây. Rất quan trọng này, anh này này. Đó, để chúng ta chú ý nhé. Đây. Đây là lệnh mà chúng ta đổi chỗ phần tử AK và A và AG. Chúng ta dùng cái biến nhớ là biến phụ, ta nhớ rồi. Thì ta đổi chỗ. Là chúng ta nhớ lại lệnh đổi chỗ nhé. Chúng ta set tem bằng AK. Ta nhớ lại lệnh đó nhé. Lệnh này thì trước làm rồi nhưng mà ta nhớ lại lần nữa. Bằng AK. Bước thứ hai là chúng ta thay AK bằng AG. Đây, AK và AG. AG này này, đây là G đỏ nhé. Không phải là trên này là G vàng. Đây là cái G đỏ của cái thủ tục này thôi nhé. Bước 1 là thay gắn AK vào tem để ta lưu lại cái bề bến AK. Sau đó thì là AK thay AK bằng AG. Đây. Thay AK bằng AG nhé. Replace AK bằng AG. Xin lỗi. Thay cho K vào đây thì đúng không? Là gắn AK thay bằng AG, đúng không? Chính xác, đúng chứ? AK bên AK nó lưu ở đây rồi mà. Thì AK thay bằng AG. Và bước cuối cùng là thay AG bằng gì? Thay AG bằng tem. Đây chính là lệnh mà đổi chỗ hai phần tử. Hai phần tử của A. Đây chúng ta sắp xếp lại cái A, nhớ lại là A là cái dãy các chiều cao của học sinh. Chúng ta sắp xếp lại để sao cho học sinh sẽ xếp từ nhỏ đến cao. Nhưng mà chưa đủ nhé, đây là chưa đủ đâu. Vì chúng ta cầm một cái dãy B, dãy B dùng để mô tả cái vị trí của học sinh ở vị trí mới. Chúng ta phải làm
chúng ta phải thay đổi cả B nữa mới đúng. Rồi, chúng ta phải sửa một tí nào. Chúng ta sẽ copy cái này xuống và chúng ta sẽ đưa cả cái này vào và chúng ta thay đổi bằng B. Tức là A thay đổi như thế nào thì B thay đổi hết như vậy. B thay đổi theo A. Đây là B này. Đây là B này. Vì sao cần như vậy? Vì chúng ta cần như vậy để thay đổi cái vị trí của học sinh ở trong lớp. Thì A là chiều cao nhưng mà B là vị trí của học sinh như đây. Ban đầu thì là B bằng 1 cho đến 5. Chúng ta nhớ lại ban đầu nhé. Đây là ban đầu rồi này. Ban đầu là A là chiều cao của học sinh đây. Ban đầu A cho học sinh. Ban đầu B là từ 1 đến 5 đây. B 1 đến 5 đây. Đúng không? Đấy. Và ở đây này nhé. Và ở đây này. Đấy, chúng ta thay đổi B. Thì này A là B. Rồi. Được chưa? Như vậy bây giờ chúng ta là như sau này. Khi mà sắp xếp lại rồi ấy, thì ở đây sân khấu sẽ phải có nhiệm vụ là gửi thông điệp cho học sinh. Học sinh sẽ đổi chỗ trên màn hình. Đấy, thì bây giờ ở đây sân khấu sẽ đổi gửi một thông điệp như sau. Gửi một thông điệp có tên là đổi chỗ đi. Cái này là khó nhất đây này. Chúng ta chỗ khó nhất đây này. Đổi chỗ đi. Nha, đổi chỗ đi. Đó, thì gửi ở đâu? Cái này để ở đâu? Cái này để ở đây này. Cái này để vào chỗ này này. Để vào chỗ này này. Để vào chỗ này nhé. Đó. Nhưng mà chúng ta không dùng cái này, chúng ta dùng loại này hơn. Là gửi thông điệp và chờ cho đến khi thực hiện xong. Hay là nhé, các bạn nhớ chú ý nhé. Có lẽ là gửi thông điệp. Gửi thông điệp xong và chạy luôn lệnh tiếp theo. Còn đây là gửi thông điệp và chờ ở bên kia chạy xong rồi bên này mình trả lại. À, gửi thông điệp là thay đổi chỗ đi. Và and wait là chờ cho cái bên kia thiện xong bên thiện lệnh tiếp theo. Ta để cái này vào đây. Rồi sau khi mà chúng ta swap hai phần tử ig đổi chỗ phần tử g và g1 thì thông báo luôn. Đây là lệnh mà yêu cầu là học sinh ở vị trí g và g1 đổi chỗ cho nhau. Được chưa? Đó, cái lệnh này này. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ điều khiển học sinh đổi chỗ đi. Nào, chúng ta vào học sinh này. Đấy, ở đây nhé, thì chúng ta sẽ hướng dẫn được cái thông điệp là đổi chỗ đi thì làm như thế nào. Đổi chỗ đi. Đấy, thì như sau nhé. Thì học sinh với cái ID là vị trí G sẽ chuyển về cái vị trí là G-1 và ngược lại người có cái ID ở vị trí G-1 sẽ đổi vị trí G. Hai em phải đổi chỗ cho nhau. Chuyện này sẽ áp dụng cho hai người. Các bạn thấy rất là khó này, cho hai người. Một người có cái ID là vị trí G và người thứ hai là ID ở vị trí G-1. Nhưng không phải là G gốc mà là G gốc sau khi đã đổi qua B rồi. Chúng ta có cái B là cái dùng để mô tả các vị trí mới của học sinh. Này, vị trí mới của học sinh. Thì chúng ta sẽ đổi như sau này. Ở đây nhé. Đây như sau nhé. Chúng ta làm lệnh như này này. If. Đây, đây là lệnh cho người viết nhé. If như sau, if cái ID bằng, không phải là bằng G, mà là bằng cái, không phải bằng G, mà là bằng cái này. Nếu mà G là cũ rồi, nhưng mà đây là đổi vị trí G và G-1. Nhưng mà sau khi đã thông qua cái bảng B, cho nên chúng ta phải sửa như sau. Ở đây sẽ phải là gì? Đây sẽ phải là item G của B. Đấy, vị trí mới của vị trí cũ của G là vị trí cũ của G là người thứ G là chính là G, ID bằng G, nhưng mà đổi chỗ mới sẽ là item G của B. Đây sẽ phải sửa như này. Đấy, chỗ này nhé. Thì chỗ này sẽ phải đổi như sau này. Sẽ phải đổi vị trí mới là như thế này. Đổi vị trí mới là như sau. Nếu ID bằng cái này thì sẽ go to. Và dùng cái lệnh thì dùng cái lệnh là slide đây. Đi một giây đến cái vị trí x thì là cái gì, nó là cái này. Chúng ta xong lại cái x list đúng không, item x list nhé. Chúng ta cái gì là cái này này.
Đấy, chỉ là cái này nhé. Còn y thì bây giờ y là cái này. Y là y không bây giờ. Đấy, thì đây là người thứ nhất nhé. Người thứ hai đây. Người thứ hai thì làm tương tự. Chúng ta sẽ copy sang. Chúng ta sẽ sửa lại. Đổi G thành G chữ 1 mà. Chúng ta phải thay cái G này bằng G chữ 1 này. Thay cái này bằng G chữ 1. Chúng ta sửa lại chỗ này nhé. Là G chữ 1. G chữ 1. Thay cái này đi. Đấy. Chúng ta thay cái này mà. Được chưa? Đấy. Để chỗ này là chỗ khó nhất đây này, là cái chỗ mà khi mà sân khấu là cái nơi mà thiện được đổi chỗ hai mươi từ của A thì đồng thời sẽ có đổi chỗ hai mươi từ của B luôn, và cái lệnh mà nó, từ đó nó sẽ gửi thông điệp về cho cái bên này hai nhân vật clone sẽ phải thiện lệnh này để mà di chuyển cho nhau này. Cái người ứng với ID ứng với item là ứng với phần tử G cũ đấy là sẽ chuyển đến chuyển đến chỗ G mới, đúng không? Không thể nhầm, chỗ này là phải chuyển đến G chữ 1 ở đây chứ, đúng không? Cái người vị trí G chuyển sang G chữ 1 và G chữ 1 chuyển sang G. Nhầm, cái này mới đúng. Đấy. Bây giờ thử cho đúng không nhé, bây giờ thì phải thử lại thì mới đúng này. Cái này là rất là dễ sai nhé, cái kiểm tra nhé. Tức là phải nhắc lại là cái ID này là gốc cái cũ nhưng mà cái mới của nó là cái này, không chỗ này phải là cái BB là cái vị trí mới của phần tử là cái ID mới của phần tử là G chữ 1 ở đây. Đấy. BTT kiểm tra thử làm thử xem có được không nhé. Để chạy thử này. Bấm số 3 nhé. Chưa chạy được gì à? Thì kiểm tra một tí nhé, xem nó chưa chạy. Bấm số 3. Để thì kiểm tra cái A nó đổi nhé, A đây này. A bị sai rồi này. Bằng nhau nên nó không đổi là phải. Thì kiểm tra nó bị sai đâu đó. B bị sai, A bị sai. Thật nào, để kiểm tra một chút nhé. Chỗ này là bị sai. G. Chỗ G bằng K, G sẽ lùi dần này. Lùi dần cho đến khi mà G bằng 1 thì dừng lại. Hoặc là AG lớn hơn AG chữ 1 thì cũng dừng lại đây. Và swap G và G chữ 1 đúng không, và lùi chuyên G by chữ 1. Chỗ này thì cũng sai, xem một chỗ này có bị sai chỗ nào không. Chỗ này là đúng nhé. Đây là G cơ, đây là G, chỗ này bị sai chỗ này, đây này. Nhắc lại này, đây là đổi chỗ 20 từ KG của A này, là đầu tiên gán tem là phần tử thứ K, là phần tử K, xong gán thay đổi K bằng G và thay G là về tem, đúng không? Gán tem vào đây. Tự như vậy tem gán K của B, xong phần tử thứ K của B thay bằng phần tử thứ G của B, xong gán tem vào G, đúng không? Đi chạy lại thử xem nhé. Từ đầu nó mới làm được, là bấm số 1 nè, bấm số 3 nè. Vẫn chưa được, vẫn chưa chạy được. Vẫn sai. Vẫn bị lỗi đó. Bạn thấy không? Như bạn thấy làm bị lỗi chứ nào đó. Bây giờ thì phải cùng các bạn chúng ta kiểm tra nhé. Kiểm tra nếu AG
đồng chí thầy kiểm tra một cái kẹo cho đúng không nhé, thầy đặt lại này. Thầy một chút thôi. À, thầy đúng chưa? Sai từ đầu à? Đây là kiểm tra một tí nữa. Để sai thế. Nào. Đây nhá. À đây. Trời, chỗ này bị sai. À, thầy chưa, chỗ này thầy chưa chuyên ca bài 1 ở chỗ này. Đấy, quên mất chỗ này. Quên mất chỗ này nhá. Đấy, cái lệnh edit data bị sai này. Ca từ 1 phải tăng lên cơ, thầy chưa làm cái này. Thì sau lệnh này thầy kiểm tra lại bị đúng, nhưng kiểm tra lại một chút nữa cho nó an toàn nhá. Bấm 1 này, bấm 3 này. Kiểm tra A này. Đúng rồi, B này. Đúng rồi, bây giờ mình đúng nào. Bây giờ làm lại vào đây nhé. Nào, làm lại nào. Bấm 3 này. Đấy, di chuyển thấy chưa nào. Ôi, bị sai rồi. Ô, loạn xị cậu ơi rồi. Ôi, bị sai. Như vậy đã di chuyển rồi, nhưng mà di chuyển bị sai. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại một chút nhé, xong sai chỗ nào nhé. Như vậy là điều khiển học sinh đã được rồi, nhưng mà nó bị sai đâu đó. Chúng ta cùng nhau kiểm tra lại sai thôi. Sai ở cái lệnh như này. Nó sai ở cái chỗ này này. Để kiểm tra đây nó đúng nhé. Thầy kiểm tra thêm một tí. To nhìn thế nào. Cái này đúng rồi này. Kiểm tra cái này đúng rồi này. Này chắc là cũng đúng, không có gì sai. Chỉ có cái là chúng ta chú ý nhé. Chỗ này nó sai ở đây này. Đấy. Đổi chỗ đi này. Người ứng với vị trí G. G sẽ đổi sang vị trí mới. Anh nhìn nhầm. Đúng không? Cái này là phải là ứng với... di trừ 1 sang vị trí mới. Để một tí nhé. Rồi sang bên này. Còn ở đây là G sang vị trí mới là G. Là cái này hiểu đi hơn. Thì cứ chạy lại thử cho yên tâm nhé. Số 3 này. Không đúng. Thầy cho làm tí nữa nhé. Tức là khi mà Y đổi cho G thì sao nhỉ? Cái người vị trí thứ G đó sẽ phải di chuyển về vị trí G trừ 1. Đây thầy kiểm tra một tí nhé. Đây là cái lệnh của chúng ta lệnh này này. Đây này, cái này này. Thì bây giờ nó phải thông qua B hết, đúng rồi, nó phải thông qua B hết, chúng ta làm như là sai, bên đây sửa lại một chút nhé. Đây, sửa chỗ này. Đây, chỗ này. Đây, nhưng mà vẫn phải cái này là đúng này. Bây giờ vị trí B thì nó sẽ là cái này. Đúng không? Sẽ di chuyển đến vị trí thứ G trừ 1. Đây, nó vẫn đúng. Di chuyển thì vị trí G. Vì cái B là đóng vai trò là cái B là cái bảng chỉ ra cái vị trí tương ứng của phần tử của người học sinh, cho nên là vị trí thứ G sẽ chuyển về G trừ 1.
và bên này là g chiều 1 sẽ chuyển về g. Trả lại nhé. Một lần này. Sai nhiều quá. Bạn đợi thêm một chút nhé. Thầy tôi đi một tí thôi. Thế là sẽ được. Đợi thêm một tí thêm. Đây là những con rất quan trọng đấy. Đây một chút nhé. Thì chúng ta sẽ sai ở đâu đây? Thì bây giờ là B đóng vai trò là cái chỉ số của phần tử tương, cho nên là đây là ID sẽ bằng item G là đúng nhé. Sẽ chuyển từ G chuyển từ vị trí G sang vị trí thứ G trừ 1. Còn nếu mà G trừ 1 thì đổi vị trí G. Hai lần này sẽ xảy ra đồng thời. Thầy làm thử một tí nhé. Thầy thử đi bóc một tí chương trình cho các bạn xem nhé. Một chỗ này thầy để như này. Rồi thì bỏ ra ngoài đã. Để xem nó có chạy đúng không nào. Số 3 này. Thì cái cô bé này phải chuyển sang đây này. Đúng, như vậy là cái lần đầu là đúng này. Sau đấy người này sẽ phải chuyển về đây này. Cái lần đầu là đúng nhé. Để xem nó sai ở đâu thôi. Lần đầu đúng này. Vì sao nó cứ loại hết cả lên là bị sai. Xếp. Để đúng cái này nó dễ sai lắm. Gì? Chuyển từ gì sang gì chiều 1. Hoàn toàn đúng không? Chuyển từ G trừ 1 sang G. Có chỗ nào bị sai chỗ này không?
thì có thể nó bị hiện tượng nó xoay vòng. Thầy cho thêm lệnh nữa cho nó chờ một tí để cho yên tâm nhé. Chờ cho chó đổi chỗ xong bên kia đã, vì là bên kia thầy để là bao nhiêu nhỉ, để 2 giây hả hay 1 giây? 1 giây bây giờ thử nhé. Ba này, một lần này, hai đã sai rồi. Để kiểm tra một chút ở đây. A lên B đây. A kia. Người A này cũ này. Cái người đầu tiên số 1 thì cái người A cũ đây. Cái người số 1 đây là chuyển về cuối cùng đây. Người số 2 là về đầu tiên đây. 4, 5, 3. Cái là họ vẫn đúng hoàn toàn. Không sai tí nào luôn. Để đi nhé. Hai năm tám đây thì về đây cao nhất đây, người số 2 về đầu tiên này, người số 3 247 thì về đây, người số 3 đây, người số 4 201 về đây, và người số 5 207 về đây, hoàn toàn đúng. Cái B là xếp rồi, hoặc B xếp đúng rồi. B là xếp đúng rồi, nhưng mà thầy muốn mô tả từng bước một. Nhưng mà chỗ này là hoàn toàn đúng. Cái, nó chỉ sai ở chỗ này, cái chỗ này là đúng hoàn toàn. Chỗ này là không sai. Mà nó chỉ sai ở chỗ này này. Lệnh này này, lệnh này và nó xem này nó chưa tương với nhau. Xác định nó chưa tương với nhau. Đấy. Thì kiểm tra lại một tí nhé. Ra cái lệnh đổi chỗ đi sẽ đổi chỗ hai phân tử g và g trừ một. Đấy, vấn đề là như vậy. G và g trừ một. Chờ 1 giây. Sau tăng g lên trên g 3 trừ một. Chuyển xuống. Chờ 1 giây ở đây. Cho nên yên tâm đúng không? Tăng k lên 1. Như vậy cái chuyện là đúng. Mình cũng có sai chỗ này thế này. Bây giờ thì kiểm tra chỗ này mình nhé. G đi về G trừ 1. Còn G trừ 1 đi về G hoàn toàn chính xác, không có gì là sai cả. Xem là có chỗ nào bị sai này không nhé. Bạn đợi thêm một chút, đợi thêm một chút nhé. Thêm tiếp theo thôi, thầy kiểm tra cái này một tí đấy. Cho thêm một chút đi.
À, đây, thầy cho cái này này. Trời. Tức là cái đúng rồi. Cái vị trí trước và sau cái người di cũ sẽ chuyển sang cái vị trí mới của di. Cái người di chuyển một cũ chuyển sang vị trí mới của di chuyển một. Đó thì là như này nhé. Thì là thầy nhập chỗ này. Ở chỗ này là di chứ không phải. Đấy. Cái chỗ này là di chuyển một. Này. Tức là B đó thì B đó là cái em B nó đóng vai trò là cái em mô tả cái vị trí mới của các học sinh sau khi mà ta thiện cái việc hoán vị. Cho nên là cái vị trí trước thì nó là G, thì nó chuyển sang vị trí mới của G. Chính là cái bên này là vị trí mới. Cái vị trí trước của nó là ở đây, chuyển sang vị trí mới là cái này. Bây giờ thì kiểm tra cho đúng nhé. Thì này sửa cho đây mới đúng này. Là bây giờ sửa cho đúng chứ nhé. Không đi đổi à? Chị lại nhé. Để kiểm tra thế này. Và sửa ở đây nhé.
một hai đổi cho nhau này. Thì cái người thứ nhất, đây g bằng 2 mà. G bằng 2 thì là b của g sẽ là 1. Đây sẽ là người từ người thứ nhất đây. Người thứ nhất sẽ chuyển về vị trí của b của g là g bằng 2. G bằng 2 thì là BG bằng 1 đây. BG bằng 1. Như vậy thì đây là 1. Vậy ID là đây sẽ là 1. Để cho lại một tí cho này nha. Để kiểm tra một cái thật thật và thật thế ngay này. Thì là trường hợp của hai phần tử nhé. Như vậy là cái người số 2 sẽ phải về 1 và người 1 sẽ về 2. Người số 1 này sẽ chuyển sang số 2. Như vậy đây là G bằng 2. G bằng 2 thì là b của g, b của 2 là đây, b của 2 là 1. B của 2 là 1. Vậy là người số 1 sẽ chuyển về chuyển một, như vậy là vô lý nhỉ. Đây để sửa lại một tí cho này nhé, cho nó hợp lý nhé. Bạn đợi thêm chút nhé. Bạn này đừng mà thầy tắt, đang tắt cái này quá. Cái này hơn. Để thầy bật lại cái này đi. Thầy kiểm tra lại một tí. Thầy sai đây này, trời ơi, đến giờ. Thế này sai chỗ này này. Sai chỗ này đây không phải là B. Trời, nó là G chứ. Đây, sai chỗ này.
Đấy. Người ở vị trí thứ duy cũ là duy mới là duy mới là cái là ai từ B duy sẽ chuyển đến vị trí duy mới cái này đó. Như thầy thử lại cho các bạn xem nhé, cái này chắc là đúng rồi đấy, mình kiểm tra lại nè. Đúng số 3 này, chuyển một lần này. À, tôi chưa đưa cái này vào. Rồi, làm lại nào. Đúng số 3 này, chuyển một lần này. Chuyển lần thứ 2 này. Chuyển này. Chuyển này. Chuyển này. Đấy, chính xác rồi nhé, để chúng ta xem lại nhé, vì vừa thầy nhầm. Để nhầm chỗ này, xin lỗi các bạn nhé, nhầm chỗ này. Đây này. Nhầm chỗ này nhé, chỗ này phải là của x lít chứ phải không là b, đưa cái b mà là sai. Đấy, thế này là đúng hơn này. Đấy. Người thứ di chuyển sang người thứ di một đây này. À, tức là người di cũ chuyển sang vị trí di mới. Người di cũ chuyển sang di một cũ sang chuyển sang di trường một mới. Đấy, thì là cái này nhá. Bây giờ thì bật lại cho các bạn xem này. Chương trình nhá. Đây, bấm space này. Bắt đầu chạy trình này, số 3 này. Thì là chèn nhé, bắt đầu là cô đây chuyển trước đây, cô đã chuyển về đây này. Sau đến bàn này này. Chuyển này, xem bàn này chuyển này. Chuyển về đây này, hết này, bàn này chuyển này. Chuyển về đây này, chuyển về đây này. Đấy, xem bàn này này. Chuyển về đây này. Đổi sang đây này. Đấy, thì như vậy là, đây chính là cái mô tả, đây chính là cái thuật toán là chèn, theo đúng nghĩa thuật toán chèn nhé. Nhưng mà chúng ta sửa sai thành nhầm một chữ tẹo chỗ này, nhưng mà thành lâu quá là cái chỗ này đây nhé. Chúng ta xem lại chỗ này nhé. Đây. Đấy. Để cho các bạn phát biểu thế nào, xem các bạn cho mọi người phát biểu nhé, xem như thế nào nhé. Tôi có hiểu gì không? Đấy. Ai cần hỏi gì thì hỏi đi nào. Đây. Nha. Thầy cho em xem thầy. Xem chỗ nào? Dạ, bắt con. Đây đúng không? Lệnh nào? Không ở đâu? Hey, the big man's back. www.thekidfrombrooklyn.com. Never seen him sign. Hey, the big man's back. www.thekidfrombrooklyn.com. Của ai cháu? Tôi xem của ai nào? Nó rõ nào? Mà phát man. Đây trên đây là cốt của cái phần đổi chỗ đi này. Chỗ đi á, đây là. Đây là cái này này. Đây là như này này. Hai cái này này. Tôi thấy nhầm chỗ này, thầy để ở B là sai, chỗ này phải bảo là x thôi, chứ là x gì của x. Một tí thôi. Đấy. Một cái này để con bấm phím ba đi về sửa tí rồi. Ding 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 ding. Đây là cái phần rất quan trọng này, đây là cái phần rất quan trọng nhất này. Là cái này này. Lúc thầy cứ để ý mãi thì nhầm, thầy về sau cùng thầy phải xem lại cốt của một trình khác thì thầy kiểm tra lại và thầy nhầm chỗ đấy nhé. Ở chỗ này là ý nghĩa như sau, ý nghĩa là như này nhá, là cái vị trí mới. Cái người mới ở vị trí mới của Duy đó sẽ phải chuyển về vị trí Duy đúng. Đấy, đi người mới cứ tại vị trí di chuyển một mới là phải chuyển về đúng vị trí di chuyển một. Đấy, ý nghĩa của nó là như vậy nhé. Thì cái b là gì, b là cái vị trí tức là gì? Hey, the big man's back. B là cái vị trí from Brooklyn that town. You ever seen it on a highway billboards years ago? Sell for a camel, or they used to have cigarette commercials. The guy used to say I'd walk a mile for a...
Được chưa? Đó. Ý nghĩa của B là cho ý nghĩa của B là như này là khi mình thay đổi A, khi mình sắp xếp lại A thì B cũng sắp xếp theo luôn theo A. Như vậy là B là gì? B nghĩa của B là như thế này. Là phần tử thứ y của B là gì? Là cái vị trí mới của phần là vị trí mới của phần tử thứ y cũ ở trong cái bảng sách chơi sách của lớp. Đấy. Như vậy là item g của B là cái gì đây? Đây là cái item g của B chính là cái id mới, là cái vị trí mới của phần tử thứ g. Đấy, vị trí mới của phần tử thứ g thì vị trí mới của phần tử g sẽ phải chuyển về cái phần là về cái vị trí g của x list. Còn item g trừ một b là phần tử vị trí mới là cái vị trí mới của vị trí mới trong danh sách của phần tử g trừ một. Thầy ơi thầy, đấy. Em có phần backdrop thầy. Đây background đây nhá, đây là swap đây. Đấy. Ok thầy. Thì em coi tí. Để chạy thử xem nhé, con có được không nhá. Hôm nay cái này là mất thời gian quá, nhưng mà đây là cái phần, đây là một trong những bài mà là khó nhất rồi đấy. Cái bài mà rất là sâu sắc rồi đấy. Là chúng ta sẽ điều khiển mô phỏng sắp xếp các phần tử của một dãy số. Đây là cụ thể là học sinh trong lớp. Nhưng mà mô phỏng thực sự cái việc dịch chuyển hóa ở trên màn hình. Và cái bài này chúng ta có thể mô phỏng được rất nhiều bài toán khác nữa. Đây là một cái bài. Phần swap được không nào? Đây là cái bài rất là khó. Xem phần nào. Học sinh à? Đây là phần nào? Swap ạ. Đây là swap đây này. Swap đây nhé. Swap đây này. Swap là đây này. Đây nhé. Để đây cho nó nhìn dễ nhé. Đấy. Hoặc để như này. Cũng được. Đây. Để này. Nhìn được không? Đấy, rõ chưa? Đây chính là cái thuật toán để xếp chèn đây. Để nhắc lại nhé. Là cho K chỉ từ 2 đến N. Nếu K như vậy, chúng ta đặt G bằng K và dịch chuyển G về bên trái. Cho đến khi nào mà AG mà nhỏ hơn AG trừ 1 thì chuyển, thì đổi chỗ AG với AG trừ 1. Còn AG lớn AG trừ 1 thì dừng lại. Như vậy là ở đây là repeat cho đến khi mà g bằng 1 hoặc là AG lớn AG trừ 1 thì dừng lại. Còn nếu AG thì chúng ta data thì xem cái gì cơ cháu? Init data này. Init data. Init data là như thế này. Là chúng ta gắn cái dãy A chính là bằng cái dãy A chính là dãy chiều cao của là cái dãy chiều cao của trong lớp. Thì chúng ta sẽ xếp lại chiều cao mà chúng ta phải chuyển đổi sang A để sắp xếp lại A. Còn bản thân cái dãy chiều cao chúng ta giữ nguyên không thay đổi. Còn B thì ban đầu là chính là bằng dãy 1, 2, 3, 4, 5. B là cái này. Đấy, nhá. Được chưa? Đây là bài rất là khó nhá. Bài này là cái bài tập mà cực khó luôn. Chúng ta vừa mô phỏng sắp xếp chèn và đó là điều khiển clone rất là nâng cao. Trên bài này là bài rất là khó. Các bạn về nhà xem kỹ lại bài này nhé. Bây giờ là chạy thử xem nó có được không nhé. Thế nhân lại ý nghĩa của cái dãy B này. Dãy B là cái gì? Dãy B là chỉ ra cái vị trí mới của cái phần tử. Ví dụ như là khi nói là B phần tử ID bằng 2 đấy. ID bằng 2 nhé, thì bắt đầu sẽ ở vị trí số 2 của danh sách. Nhưng mà bây giờ đổi mới thì phần tử số 2 sẽ là gì? Sẽ là phần tử thứ B B2 trong danh sách. Được chưa? Thế bây giờ thầy là quay lại cái bài tập số 1 nhé. Bài tập số 2. Đúng số 2 nữa rồi, số 2 là điểm. Thế thầy xem in data đúng không? In data đây, đúng không? Bây giờ thầy quay lại cái bài điểm danh tuần tự này. Bây giờ cho những thứ chúng ta sẽ bị sai.
Yeah, thì 4 giờ tôi phải từ đây này, từ đây chỉ đi mới đúng này. Nhá. Đấy, thì bạn sửa lại như sau này. Bây giờ thầy không sửa nhé. Thầy làm thử cho bạn xem là nó bị sai này. Bấm số 2 này. Bấm số 2 nó bị sai. Bị sai ngay nhé. Này, tôi là Khoa này. Đấy, tôi là Hoa này. Đấy, tôi là Thanh này. Như vậy là nó không đúng từ đầu đến cuối. Mà chúng ta phải sửa lại như sau này. Chúng ta phải sửa lại cái bài này như sau. Đây, bấm số 2 đâu rồi? Số 2 đâu rồi? Đây, số 2 đây này. Đây này. Số 2 điểm danh nhé. Đấy, điểm danh này từ đầu đến cuối này. Thì cái điểm danh tuần tự này, chúng ta phải sửa lại như thế này. Tuần tự thứ K đây. Đây, tuần tự đây này. Đấy. Đấy. Thì chỗ này không phải ID bằng K nữa, mà chỗ này phải sửa như sau. Chỗ này phải sửa chỗ này là ID bằng item K của B. Vì B là B. Nhân nhận là B là cái chỉ là cái vị trí. Đây. Đó. Tức là vị trí thức vị người thức người đứng thức ca ở trong danh sách sẽ có ID bằng ID và ta sửa lại này thì mới đúng đấy. Mình chạy thử nhé. Đúng là số 2 này. À tôi chưa thấy chưa sửa nhé. À, bây giờ thầy phải làm một lệnh nữa là init data từ đầu thôi nè. Init data. Đây đây. Một lệnh này bấm vào số 2 đây rồi, số 2 đây, 2 2 2. Được rồi. Nhá. Bấm số 3 này. Thay đổi nhé. Đổi thay đổi nhé. Giờ bây bấm vô số 2 này. 3 này. 3 này. Đấy, điểm đúng nhé. Điểm đúng từ đầu đến cuối này. Đó, điểm đúng nhé. Đấy. Thầy ơi, sao này? Nãy giờ cứ coi bạn tích em ra khỏi phòng mà người đó kích hình như 5-6 lần rồi đấy. Em mày ra mày đẩy ra hả? Không hiểu vì sao. Dạ. Nhiều lắm. Tương tự văng ra đấy mà. Đúng không? Làm việc thì còn phải thêm lệnh nữa là lệnh thầy sửa cho này một tí nhá. Nhìn đã làm đi đúng rồi này. Sau khi mà start ấy. Start xong phải đi data nữa mới đúng nhé. Chỗ này này. Thì copy cần copy đi data từ cái này sang. Rồi. Làm thì copy sang cho học sinh này. Đấy. Thì như này nhé. Đây này. Sau khi mà tạo sau khi mà tạo xong cái gì nhỉ, tạo xong clone thì ta được data luôn ở bên này nhé. Bây giờ về đúng an toàn rồi này, đi thử từ đầu nhé. Mặt to nhìn nhé. À, đây này, điểm bấm số 2 này, tôi là Khoa đúng nhé, tôi là Hoa này, từ bên trái sang bên phải này. Đấy, đúng nhé. Rồi bấm số 3 này, đổi chỗ này. Bấm số 3 đổi chỗ nhé. Rồi bấm số 2 này. Đấy, mình vẫn là bấm số 2 đúng nhé. Đó, chúng ta chú ý nhé. Rồi, đấy, chúng ta. Thế như vậy, tới đây là hoàn thiện. Thầy ơi, cho em xin cái in data này ơi. In data là gì? Đấy, đây. Rồi. Bây giờ thầy ghi lại cái bài này nhé. Bài này bài rất quan trọng của buổi hôm nay nhé. Thầy ghi lại này. Bài tên là xếp hàng nhé. Rất quan trọng. Riêng bài này hết cả buổi học hôm nay đấy nhé. Thế hôm nay thầy lại bị lỗi làm chậm quá các bài kia. Thế được rồi. Thế sao ạ?
xếp hàng cũng được, đọc tên cũng được luôn không phải sao? Đây, à, từ từ lên mạng các bạn tải về xem nhé và kiểm tra nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây. Đâu rồi? Chào nhá. Đi coi lại được hết.